Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay, ngày 29 tháng 7, nhấn mạnh tinh thần tất cả vì sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các địa phương, các bệnh viện chải chiến, bệnh viện điều trị F0 phải chấn chỉnh ngay công tác sàng lọc và điều trị ca bệnh, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cùng chủ trì hội nghị. Tính đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 5.052 ca nhiễm, đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân là 4.041 ca, trong đó có 5.036 ca nhiễm trong cộng đồng, 16 ca nhiễm nhập cảnh, đã điều trị khỏi 586 ca, tử vong 52 ca. Ba huyện có số ca mắc cao nhất là Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức. Để chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh, toàn tỉnh đã kích hoạt sẵn sàng 57 khu cách ly tập trung với năng lực cách ly khoảng 11.500 giường và đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức bệnh nhân COVID-19 và khu điều trị bệnh nhân nặng. Với tinh thần tất cả vì sức khỏe nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, cuộc chiến chống dịch COVID-19 vô cùng phức tạp, khốc liệt, tuy gian khổ nhưng cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy các cấp phải đồng lòng tiên phong, đi đầu, không né tránh, không quản ngày đêm, tập trung dồn sức, nỗ lực, phấn đấu hết mình vì sứ mệnh quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến thắng đại dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đặc biệt yêu cầu các địa phương phải ứng phó kịp thời, phản ứng nhanh, chăm sóc tốt các ca nghi nhiễm, chờ xác định PCR, chấn chỉnh ngay việc sàng lọc, phân loại F0 từ cơ sở, chú ý các trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người già phải có khu điều trị riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt chỉ đạo các bệnh viện chải chiến và bệnh viện điều trị F0 phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng, hạn chế thấp trường hợp tử vong.